Khi vẽ hoa nổi á, việc đầu tiên mình cần làm là phải nhẹ nhàng với bột nha mọi người. Cứ từ từ điều khiển thì bột sẽ nghe lời. Còn nếu mình đè mạnh quá thì bột sẽ cứng luôn và sẽ không thể nào điều khiển được. Cũng giống như cách cư xử với mấy ông chồng, cứ nhẹ nhàng tình cảm là mình muốn gì cũng được. Còn la hét to tiếng thì mình có đúng núi nữa thì các ông cũng coi như là gió thổi qua tai. Bây giờ bên này là mùa đông rồi, bột sẽ rất là chảy vì thời tiết toàn âm độ. Các bạn khi vẽ cho thêm một ít acetone và ly huỳnh thì bột sẽ bớt chảy hơn. Lưu ý là chỉ làm với môn vẽ nha, nếu đắp bột thì không được pha thêm acetone nha mọi người. Khách ở bên này á, mỗi lần thấy mình vẽ họ đều xuýt xoa và khen ngợi hết lời. Có những mẫu mình thấy vẽ không được đẹp lắm nhưng khách vẫn cứ khen. Đây là vì họ thích những gì mình làm thủ công và làm theo yêu cầu của họ. Dù so với các hình trên mạng xã hội thì mình thua xa, đó chính là sự thành công lấy lòng của khách hàng. Bạn biết đấy, thành công của một người không phải là từ vài lời khen trên mạng, lại càng không mất đi bởi một số lời chê bai. Thành công của một người làm nghề là được khách hàng công nhận, là khách vui vẻ hài lòng khi bước chân ra khỏi tiệm và là lần ghé kế tiếp. Khách hào hứng muốn được hưởng thêm sự chăm sóc ấy. Có nhiều bạn nói vẽ thế này không đẹp, vẽ thế kia xấu quá. Anh A, chị B làm vậy xấu vậy mà cũng đòi dạy học viên. Trong cuộc sống này, đúng sai dựa vào đâu, đẹp xấu dựa vào đâu, thế nào là chuẩn mực, thước đo hơn kém là gì? Nếu là một phạm trù luật pháp, đúng sai căn cứ vào luật, cái này thì dễ và tương đối rõ ràng. Nhưng nếu là một vấn đề nghệ thuật thì thế nào là đúng và thế nào là sai? Ví dụ, anh A vẽ hoa 3 cánh, chị B lại bảo 4 cánh mới đúng. Vậy ai đúng ai sai? Đó là lý do vì sao mình không thích tranh cãi trên Facebook hay chẳng muốn phán xét ai đúng ai sai cả. Bởi vì chúng ta không cùng hệ quy chiếu, không cùng một mệnh đề ban đầu thì cãi nhau đến già cũng chưa xong. Có nhiều bạn thi được vài cuộc thi có giải, tưởng rằng mình đã ở trên đỉnh cao rồi, thế là khoái cãi và chê các bạn mới vào nghề lắm. Hễ thấy ai nổi nổi lên xíu là chê thậm tệ, rồi kéo thêm một số bạn bè cùng nhau dìm người ta xuống để thỏa mãn cái hư vinh sai đúng do chính mình đặt ra. Tất cả đúng sai chỉ là tương đối thôi, bớt cãi cọ lại để cuối tuần nhâm nhi ly cà phê ngắm tuyết rơi cùng mình nha. Với mình á, đúng là khi khách hoan hỉ chịu trả tiền cho bộ móng vừa ý, còn sai là lúc khách không ưng bụng dù bạn có làm đẹp tuyệt trần đến đâu đi nữa